Chào mừng các bạn đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một con cái anh gút, một con cái xin. Đó, cái anh gút ú mề luôn các bạn không. Cái dòng anh gút này sau này nó nuôi con rất là giỏi các bạn, rất là mát sữa nha. Đó, gút tơ, đầu trùi lũi, lưng một lưng, rúng chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Cái anh gút này cao 1m8 bò các bạn. Chân móng hoàn thiện hết, lưng một lưng, đầu đít thì bằng y, đầu trụ lũi đòn dài rúng nè, rúng chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Đó, lưng một lưng luôn các bạn. Đó, chân móng sò hoàn thiện hết các bạn. Cái anh gút này thì cao 1m8 bò, gút tơ cao 1m8 bò, chủ báo giá là 15 triệu các bạn, 15 triệu lưng một lưng luôn các bạn không, lưng một lưng nè, cao 1m8 bò. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình video các bạn. Đầu trụ lũi, lưng một lưng, đòn dài, lưng đôi, lưng một lưng luôn các bạn. Chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Chân móng đều hoàn thiện hết. Giá 15 triệu. 15 triệu con cá anh gút này các bạn. 15 triệu con cá anh gút này các bạn. Đó, rúng nè. Đầu trụ lũi nè. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Con này đầu đít bằng y các bạn. Chân móng đều hoàn thiện. Cái dòng anh gút các bạn thì giống cực kỳ tốt nha. Chân móng hoàn thiện hết, rúng đồ nghiêm chỉnh hết. Giá 15 triệu, cao 1m8 bò. Còn đây là cái Sinter các bạn. Cái Sinter. Chân móng hoàn thiện. Đó, rúng nè, yếm nghiêm chỉnh hết, sải tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Cái Sinter này thì chủ báo giá là 16 triệu 500 ngàn các bạn. 16 triệu 500 ngàn. Đỏ ao không lan giá. Xe mặt xe lưng đồ là nghiêm chỉnh hết, súng nè, chân móng sò hoàn thiện hết các bạn, yếm về cui, đòn dài bật gu đó, giá là 16 triệu 500 ngàn các bạn. Cao 1m1 bò, cao 1m1 bò, giá là 16 triệu 500 ngàn. Anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Đỏ ao các bạn ơi, không lan giá chỗ nào hết các bạn, quyền bò hết các bạn. Đỏ ao không lăn giá chỗ nào hết các bạn, nó quyền bò hết. Đó. Quà đen rúng dài yếm dày. Đó. Xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh. Đó. Rúng cực kỳ dài luôn các bạn không. Chân móng sò hoàn thiện hết các bạn. Chân móng sò hoàn thiện. Yếm về cui à. Yếm về cui à, giá là 16 triệu 500 ngàn các bạn. 16 triệu 500 ngàn. Cao 1m1 bò. Lông đuôi một chùm lông đuôi luôn các bạn. À, anh em nào bạn bè nào cần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ nha các bạn. Cái Sinter cao 1m1 bò, không lan giá, quyền bò hết nha các bạn. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết, chân móng sò nè. Đòn dài lớn con các bạn. À, 16 triệu 500 ngàn các bạn, 16 triệu 500 ngàn. À, chân móng sò hẳn băng hết các bạn không? Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại là cái Sinter chủ báo giá là 16 triệu 500 ngàn, cao 1m1 bò. Cái anh Gutter cao 1m8 bò, giá 15 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.